Bác sĩ Chiêm Quốc Thái chia sẻ về á hậu Hạnh Nguyên, phẫu thuật thẩm mỹ những gì? Chào mọi người, tôi là bác sĩ Chiêm Quốc Thái đây. Thì hôm nay tôi xin nói về cái câu chuyện về á hậu Hạnh Nguyên. Sau khi á hậu Hạnh Nguyên đăng quang là á hậu của Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam thì rất là nhiều bạn đã vào cái clip của hành trình thay đổi nhan sắc của Hạnh Nguyên của bệnh viện và hỏi bệnh viện là Hạnh Nguyên đã làm cái gì để thay đổi và giống như thay đổi hoàn toàn khuôn mặt. Và có nhiều người khen và cũng có nhiều người chê là tại sao mà các giải thi hoa hậu lại cho phép phẫu thuật thẩm mỹ, và có những tiêu cực như á hậu Hạnh Nguyên là á hậu sửa đến nỗi thai đầu nát mặt này kia đó. Nói chung là sau đây thì tôi sẽ xin nói rõ về cái những cái vấn đề. Thì Hạnh Nguyên thực sự có xấu bạn, cái Hạnh Nguyên rất là dễ thương. Lúc mà tôi gặp Hạnh Nguyên á, đầu tiên là rất là dễ thương. Thì nhưng mà Hạnh Nguyên á, là khi mà tôi thứ xúc là một cô gái rất là giỏi, và tôi cũng nói với Hạnh Nguyên là cái tri thức của em nó như vậy thì anh phải làm cho em cái nhan sắc á, nó tương xứng với tri thức của em. Thì Hạnh Nguyên đồng ý, và tôi thấy Hạnh Nguyên á, là thiếu sót là cái mũi nó chưa có cao và nó chưa sắc sảo. Do đó tôi đã quyết định là nâng mũi cấu trúc cho Hạnh Nguyên, đồng thời cái cằm của Hạnh Nguyên á, bẩm sinh của Hạnh Nguyên hơi góc cạnh chút, thì tôi chỉ mài nhẹ lại, chỉnh nhẹ lại để cho thon gọn, để cho cân đối với mặt thôi, chứ không phải như các bạn nghĩ là Hạnh Nguyên đậm hết cái mặt rồi sửa hết cái mặt luôn nha. Không có, tôi chỉ có nâng mũi cấu trúc với Hạnh Nguyên và chỉnh nhẹ cái xương cằm lại cho thon gọn thôi. Và tại sao các bạn nói, ủa tại sao chỉ có chỉnh nhẹ vậy như vậy thì có làm mũi và chỉnh nhẹ cằm thì Hạnh Nguyên lại thay đổi nhiều như vậy? Thì đó là cái thành công của thẩm mỹ các bạn. Thì trong khuôn mặt mình á, khi mà mình biết cái điểm nào để mình chỉnh sửa thì mình chỉ cần chỉnh sửa đúng cái phía điểm đó thôi, thì nó sẽ làm cho khuôn mặt mình tỏa sáng và đẹp và rất là tự nhiên, chứ không có phải là mình phải đập hết xây lại đâu các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện về chia sẻ của Hạnh Nguyên. Ngoài ra Hạnh Nguyên á, thì có cái body rất là đẹp rồi, là cao 1m72 rồi, nhưng mà có vòng một hơi khiêm tốn. Thì tôi quyết định tôi đặt nâng vòng một cho Hạnh Nguyên để Hạnh Nguyên được có một cái body quyến rũ hơn và hoàn hảo hơn thôi. Đó là chỉ có những cái mà tôi đã làm cho Hạnh Nguyên thôi các bạn. Còn các bạn có nhiều bạn phản đối là tại sao ở Việt Nam lại cho cái cuộc thi lời phẫu thuật thẩm mỹ, thì đó là một cái quyết định đúng đắn đó các bạn. Tại vì các bạn coi này, trên tất cả cuộc thi trên thế giới đều cho phép phẫu thuật thẩm mỹ hết, và các bạn thấy không, các cô gái của Mỹ Latin là châu Âu đều đẹp hơn. Nếu mà so với sắc đẹp á, thì sắc đẹp rất là sắc sảo so với phụ nữ Việt Nam mình, và cái body rất là quyến rũ. Nhưng mà họ đã đẹp vậy, họ đã quyến rũ vậy, nhưng mà họ vẫn can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để được hoàn hảo nhất có thể. Thì mấy cô Mỹ Latin á, đã đẹp như vậy rồi, họ ai cũng đặt mông hết để cho mông đẹp hơn, đặt ngực để cho ngực đẹp hơn. Trong khi á, Việt Nam mình thì mình lúc nào vòng 1 mình cũng khiêm tốn, body của mình vòng 1, vòng 3 hay là khuôn mặt mình đâu có đẹp sắc sảo như người ta đâu. Thì nếu như á, mà mình cứ để giống như có viên ngọc, mà một cái viên ngọc đẹp rồi của họ mà họ được mài dũa nữa, trong khi của mình là viên ngọc mình á là chưa đẹp lắm mà không cho mài dũa nữa, thì làm sao mình đấu với mọi người được các bạn. Do đó là lý do tại sao mà Việt Nam mình lại cho phép các cuộc thi hoa hậu được phẫu thuật thẩm mỹ để tiệm cận với thế giới. Thì khi mà họ được phẫu thuật thẩm mỹ đó, họ vừa đăng quang là họ đã có đầy đủ cái về nhan sắc nè, và tri thức để có thể thi những cái đấu trường nhan sắc thế giới, thì họ có thể tự tin nè, tỏa sáng. Và bằng chứng là tất cả những nàng hậu mà của Việt Nam mình á được đạt giải cao trên thế giới đều đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, và họ mới có tự tin tỏa sáng và lấy đem về cho Việt Nam mình đó các bạn. Thì mong là các bạn sẽ cởi mở hơn và không định kiến về phẫu thuật thẩm mỹ. Và như tôi đã nói rồi, tại sao chúng ta luôn luôn nghĩ tri thức luôn luôn phải trau dồi để nâng cao, để ngày càng tốt hơn, thì chúng ta cũng phải nghĩ là nhan sắc cũng vậy, chúng ta luôn luôn phải nâng cấp nhan sắc, chăm sóc nhan sắc để cho nó phù hợp với tri thức của chúng ta mỗi ngày.